베이비 버스. đua xe. Những người bạn đang vui vẻ lái xe đụng và đuổi nhau. Đột nhiên, phù thủy xuất hiện. Không ai muốn chơi với ta. Ta chỉ có sự độc ác. Phép thuật quấy phá của phù thủy hiện ra. Ôi không, rất nhiều người bạn giống nhau xuất hiện. Hãy giúp họ nhé. Kéo ngược phía sau và nhắm mũi tên vào những xe khác. Những chiếc xe đụng cùng màu có thể nhập lại với nhau. Cố lên, hãy nhớ rằng phải là những chiếc xe đụng cùng màu. Chúng ra sao? Phù thủy độc ác, ta sẽ không để ngươi tiếp tục những trò thâm hiểm nữa. Hãy xem đây. Chỉ có thể tiêu diệt phù thủy khi thanh máu của phù thủy càng kiệt cố lên. Ha ha, để ta cho ngươi thấy ta mạnh mẽ như nào.
trở lại. Tuyệt vời. Chiếc xe đục đã biến mất. Những chiếc xe đụng đã đổi màu. Ồ, những chiếc xe đụng đã đi lại liên tiếp. Thank you.
sẽ là đấng gieo rắc sự tàn ác, hãy tiêu diệt mụ ta. Ha ha, không dễ dàng tiêu diệt được ta vậy đâu. Tập tức giận, ta sẽ trừng phạt tất cả các người. Ta sẽ trở lại. Tất cả những chiếc xe đụng cùng màu đã biến mất. Ah!
Mù thủy sẽ là đến gieo rắc sự tàn ác, hãy tiêu diệt mù ta. Thật tức giận, ta sẽ trừng phạt tất cả các người. Kiki, hãy để mình giúp bạn. Hãy xem đây. Kéo ngược phía sau và nhắm mũi tên vào những xe đụng ung màu. Không dễ dàng tiêu diệt người ta vậy đâu. Ồ, những chiếc xe đụng đã bị loại liên tiếp. Kéo ngược phía sau và nhắm mũi tên vào những xe đụng cùng màu. Ta sẽ trở lại.